Từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính, ngày nay nhà máy Z-111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã vươn lên làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều loại súng bộ binh thế hệ mới, hiện đại. Nhà máy Z-111 là đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 1957, trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển. Nhà máy vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng. Được sự quan tâm của trên, những năm gần đây, nhà máy triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư tăng năng lực sản xuất, đặc biệt dự án đầu tư dây chuyền súng bộ binh thế hệ mới. Do vậy, năng lực sản xuất của nhà máy được nâng tầm rõ rệt. Trong số các dây chuyền sản xuất mà nhà máy đang vận hành hiện nay, nổi bật nhất là dây chuyền sản xuất súng trường tấn công thế hệ mới với tên gọi STV. Đáng chú ý là nhà máy đã tự chủ được toàn bộ các khâu sản xuất. Họ súng trường tấn công STV ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa vũ khí cá nhân cho người chiến sĩ để phù hợp với việc tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại. STV có thể được hiểu là súng trường Việt Nam. Hiện nay, nhà máy Z-111 đang sản xuất hai phiên bản STV-215 và STV-380. Ký hiệu 25-380 là chỉ độ dài của nòng súng tính theo đơn vị mm. Bước đầu tiên của việc sản xuất một khẩu súng là khâu tạo phôi đúc. Dựa vào bản vẽ thiết kế, hệ thống máy móc hiện đại sẽ làm ra các chi tiết của súng, nhưng bằng vật liệu là sáp dễ nóng chảy. Các chi tiết bằng sáp này sẽ được đưa đến phân xưởng tạo vỏ bọc. Chúng sẽ được đưa qua các thùng nước thủy tinh, sau đó được rắc cát thạch anh để tạo ra vỏ gốm cứng. Làm nóng khuôn để loại bỏ sáp sẽ thu được khuôn gốm rỗng dùng để chứa thép nóng chảy. Tại phân xưởng đúc, thép nóng chảy sẽ được rót vào các khuôn gốm rỗng để tạo thành chi tiết súng. Trước khi rót thép, các khuôn gốm cũng được nung nóng cho đến khi bằng nhiệt độ của thép nóng chảy để tránh hiện tượng giãn nở không đồng đều do chênh lệch nhiệt độ ảnh hưởng đến độ bền của các chi tiết. Chế tạo chi tiết súng bằng phương pháp đúc được coi là phương pháp tiên tiến và tiết kiệm hơn so với các phương pháp gia công cơ khí khác. Dây chuyền đúc của nhà máy cũng là các thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong quá trình vận hành dây chuyền, các cán bộ kỹ thuật của nhà máy cũng đã có một số sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao. Về công nghệ này chính xác, thứ hai nó sẽ giảm được các cái chi phí, ví dụ như là vật tư, rồi các cái phần gia công mà không chính xác, không cần lắp ghép, thì những cái sản phẩm đấy thì cái công nghệ đấy cũng là công nghệ tiên tiến. Riêng cái dây chuyền đúc khi mà họ chuyển giao cho nhà máy ấy, thì có một số cái mà theo đúng công nghệ của Israel ấy, thì chi phí nó rất đắt. Thế thì trong những cái đấy thì nhà máy Z-111 có một số cái sáng kiến để giảm các cái chi phí trong gia công đúc. Ví dụ như một số cái mình thay đổi theo cái vật tư phù hợp với cái hiện có ở Việt Nam để cho giá thành nó giảm đi. Sản phẩm thứ hai, một số cái trang bị công nghệ, ví dụ những cái bao tay, găng tay hoặc một số cái trang bị đi theo đồng bộ của cái dây chuyền đúc ấy. Nhà máy Z-111 cũng đã mua và thay thế ở trong nước. Hàng năm, nhà máy có từ 100 đến 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn. Song song với đó, nhà máy cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường để thu hút nhân tài có trình độ cao vào đơn vị, quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo đủ năng lực để kế cận cho các dây chuyền sản xuất. Sau khi thép nguội và cứng trở lại, công nhân nhà máy sẽ tiến hành phá khuôn, loại bỏ các phần vật liệu dư thừa để thu về các chi tiết của súng.
Như vậy, các chi tiết của súng bằng sáp sau quá trình đúc đã chuyển thành vật liệu thép. Tiếp theo, các chi tiết súng sẽ được chuyển đến các máy gia công cơ khí điều khiển bằng máy tính CNC hiện đại. Ở đây chúng sẽ được gia công cắt gọt, khoan, khắc, tạo gen, tạo thành các chi tiết súng theo bản vẽ kỹ thuật. Dây chuyền gia công cơ khí của nhà máy Z101 thì được đầu tư gần 200 cái thiết bị CNC từ các nước châu Âu, ví dụ như Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ. Đấy, trong đấy có một số máy đặc thù như máy rèn nòng súng, một số thiết bị ví dụ như là máy 50 hiện tại là gần như là ở Việt Nam mà cũng rất hiếm. Hai là có một số cái thiết bị đo kiểm, đấy cũng là như là gôm CMM, đấy là những cái thiết bị rất là hiện đại. Và trước đây thì các cái dây chuyền của Việt Nam mình ấy thì được Nga hoặc là Trung Quốc đầu tư ấy, thì các cái dây chuyền thiết bị nó gần như là vạn năng. Như ở đây dây chuyền của Israel chuyển giao đây là gần như là tự động hóa. Đấy, tất cả các thiết bị đều được đầu tư mà cơ bản. Đấy, sản xuất năng suất rất cao mà chất lượng rất tốt. Tại vì trước đây thì ví dụ như một sản phẩm ấy mà khoảng 20-30 nhân công là phải 20-30 máy. Nhưng đến thời điểm bây giờ là nhà máy được đầu tư ấy thì là chỉ tất cả các cái nguyên công đấy chỉ gom vào 2-3 nguyên công thôi là có thể ra sản phẩm mà chất lượng rất tốt. Cũng không phải tất cả các chi tiết bằng thép của súng đều được gia công bằng phương pháp đúc. Một số chi tiết như băng đạn, lò xo, nắp hộp khóa nòng sẽ được gia công bằng phương pháp gia công cơ khí nguội. Đáng chú ý là súng STV dùng chung băng đạn và loại đạn với súng AK-47, hiện là súng tiêu chuẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Điều này rất có lợi cho công tác hậu cần khi đưa súng STV vào trang bị đại trà. Trước đây, các chi tiết của súng như báng súng, tay cầm, ốp lót tay được làm bằng gỗ, nhưng với xu thế hiện đại ngày nay, các bộ phận này đã được chuyển sang làm bằng nhựa tổng hợp, nhẹ hơn, bền hơn, có tính năng kỹ thuật cao hơn gỗ. Nhà máy Z111 cũng có dây chuyền sản xuất các bộ phận bằng nhựa của súng STV. Đối với chi tiết vũ khí, thì trước đây gần như là các cái chi tiết báng, tay nắm, ốp thì bằng gỗ. Nhưng về cái chi tiết vũ khí mới đây, các sản phẩm mới thường là bằng các cái nhựa thủy tinh. Thì hiện tại nhà máy thì cũng chủ động trong các cái công tác đảm bảo về các cái chi tiết thay thế từ gỗ sang nhựa. Thì các cái thiết bị máy ép nhựa thì cũng đảm bảo được các cái yếu tố mà các sản phẩm mới phù hợp với cái thực tế của thế giới bây giờ. Chi tiết khó nhất và được coi là công nghệ cốt lõi để chế tạo ra súng chính là việc làm ra được nòng súng với độ bền cao và tiện được rãnh xoắn. Hiện nay, với dây chuyền máy móc hiện đại, nhà máy đã có thể tự chủ sản xuất được nòng súng bộ bình các loại. Riêng đối với nòng súng, cái chi tiết mà rất quan trọng trong một cái khẩu súng, chúng tôi vẫn gọi là cái trái tim khẩu súng ấy, thì là riêng về các cái buồng đạn rãnh xoắn ở trong nòng súng là phải đảm bảo khi mà đúng theo cái yêu cầu kỹ thuật. Tại vì cái đấy không đảm bảo được thì nó liên quan đến các cái độ chính xác, độ tản mát của một khẩu súng. Đấy, nên tất cả cái yếu tố đấy từ khâu gia công, tạo rãnh xoắn, tạo buồng đạn và độ bóng cho đến bề mặt bền của lớp mạ. Đấy là cũng là yếu tố rất quan trọng trong cái nòng súng. Nói đúng là từ trước cái dây chuyền chuyển giao thì tại dây chuyền của nhà máy có một máy là rèn nòng rồi, thì chỉ rèn đến nòng 7 ni số 2
Đấy, thì vừa rồi là được đầu tư, thì bọn tôi có triển khai cả rèn cả 12-7 trên các cái dây chuyền máy này, rèn nòng của Đức. Thép làm ra nòng súng có yêu cầu về kỹ thuật rất cao, không phải quốc gia nào cũng có thể tự chủ làm được. Công nghệ luyện kim ra các loại thép hợp kim chất lượng cao cũng là công nghệ được các quốc gia phát triển bảo mật rất kỹ lưỡng. Hiện nay, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã cơ bản tự chủ làm ra được thép để chế tạo nòng của nhiều loại súng. Về thép để sản xuất cho các loại súng thì điển hình phải nói là thép làm nòng súng, thép để chế tạo nòng súng. Chúng ta đã tự chủ sản xuất được thép để chế tạo nòng súng tiểu liên, nòng súng trung liên, nòng súng đại liên, và chúng ta ngoài ra thì cũng chế tạo được một số loại thép để chế tạo nòng súng cối và súng chống tăng cỡ nhỏ. Nòng súng sau khi được gia công rãnh xoắn sẽ được đưa đến phân xưởng mạ. Đây là một bước rất quan trọng để đảm bảo độ bền, chống mài mòn cho nòng súng khi bắn hàng nghìn viên đạn. Cái công nghệ mạ thì cũng như các cái sản phẩm khác cũng là mạ chrome thôi. Cái độ cứng là tương đối là tốt, tại vì cái lớp mạ đủ đảm bảo đúng chiều dày thì mới đảm bảo được độ bền không bong. Đấy. Chứ còn mạ mà quá cái tiêu chuẩn, quá quy định hoặc là mạ không đúng theo cái quy trình thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng của sản phẩm. Dây chuyền mạ cũng như dây chuyền cơ khí hiện tại ở nhà máy, tất cả các cái thiết bị cũng như cái công nghệ và cái nguồn nhân lực thì cũng được đáp ứng là tương đối là tốt và tương đương với các cái thiết bị cũng như tiên tiến của thế giới bây giờ. Tất cả các chi tiết của súng sau khi hoàn chỉnh sẽ được đưa đến bộ phận kiểm tra chất lượng bằng các máy laser tự động để loại đi các sản phẩm lỗi, sai kích thước nếu có. Ở giai đoạn tổng lắp, các công nhân của nhà máy sẽ tiến hành lắp ráp các bộ phận thành một khẩu súng hoàn chỉnh, đồng thời cân chỉnh thước ngắm cũng như lắp thêm các phụ kiện như đèn pin chiến thuật, kính ngắm laser điểm đỏ theo đơn đặt hàng. Cuối cùng, tất cả các khẩu súng sẽ được đưa đi kiểm tra bắn thử trước khi chuyển vào kho của nhà máy. Hiện súng STV đã được đưa vào sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Trước đó, cũng như mọi loại vũ khí trang bị khác, loại súng này đã phải trải qua quá trình thử nghiệm rất khắt khe. Đến khi tổng nắp ấy, thì các cái sản phẩm tổng nắp cũng theo cái quy định và được thử nghiệm 100%. Đấy, ý nói là được bắn, kiểm tra bền nòng, bền chi tiết và kiểm tra theo yêu cầu thuật như độ chính xác, độ trụ. Đấy, thì các cái sản phẩm đến khi nghiệm thu tại nhà máy thì nó có các cấp. Đấy, thì các cấp nó sẽ có các cấp nghiệm thu tiếp theo đấy. Quá trình thử nghiệm để đưa vũ khí vào trang bị kỹ thuật nó được rất là chặt chẽ, trải qua rất nhiều các khâu. Đầu tiên là phải chế thử sau đó là đưa đi thử nghiệm nội bộ, thử nghiệm ở các cấp tổng cục, sau đó cấp bộ quốc phòng, sau đó thì mới được phê duyệt tài liệu, sau đó sản xuất một cái loạt nhỏ và đưa đi đơn vị thử nghiệm sử dụng thử, để sau đó lại tiếp tục nghiên cứu khắc phục các tồn tại, hoàn chỉnh. Lúc đó vũ khí trang bị kỹ thuật mới được sản xuất hàng loạt trang bị cho quân đội. Lịch sử của loại súng trường STV bắt nguồn từ việc Viện Vũ khí cũng là một đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhà máy Z111 phối hợp để cải tiến, sửa đổi từ một loại súng do nước ngoài chuyển giao công nghệ.
tháng 4 năm 2014 thì nhà máy đã hoàn thành cái dây chuyền súng bộ binh do Israel chuyển giao. Đấy là sản phẩm mục tiêu là súng AC-31 và AC-32. Thì khi mà trong quá trình nghiệm thu và sử dụng cái sản phẩm của Israel chuyển giao thì nó có những cái ưu khuyết điểm của cái sản phẩm đấy. Đây là khẩu súng AC-31, đây là một khẩu súng được chuyển giao từ công nghệ Israel. Trên cái cơ sở khẩu súng chuyển giao của Israel thì các cái sản phẩm này đã được chuyển giao toàn bộ công nghệ từ thiết kế cho đến sản xuất. Trên cái cơ sở của súng Galil sản xuất ở tại Z101 ấy, thì khi mà đưa vào sử dụng ấy, thì có những một số cái là nhược điểm. Tại vì là khi sử dụng ở đối với bộ đội Việt Nam ấy, thì có một số cái tính năng mà chưa được đáp ứng theo cái tiêu chuẩn. Ví dụ một những cái tay nắm này này, khi mà sử dụng giữa cái súng AC ấy, thì bộ đội Việt Nam cầm là nó không được chắc chắn. Đây, các đồng chí xem cái tay này, nó rất to, cầm rất là khó. Đấy, thứ hai là về cái khi mà gập báng ấy, thì cái hệ thống gập báng của Israel rất nặng. Đấy, này, rất khó ghi xuống. Nhưng mà đối với cái súng mà của STV-25 của Việt Nam ấy, thì đã được cải tiến này. Đồng chí đã được thấy cải tiến là rất nhẹ. Đấy, có thể là gập vào là theo cái tính năng. Thứ ba là một số cái tính năng ấy đổi, ví dụ như khán toàn đây này, đấy thì đã được chuyển giao cho dạng như giống AK để cho bộ đội sử dụng dễ dàng. Đấy thì các cái thay đổi của súng đã được thiết kế của viện vũ khí, thì qua đấy thì chỗ Z111 đã gia công và sản xuất. Riêng về súng STV-25 và 380, các cái sửa đổi và cải tiến thì nó không ảnh hưởng gì đến tính năng chiến kỹ thuật của súng, mà nó chỉ phù hợp thuận lợi cho bộ đội Việt Nam khi sử dụng chắc chắn và quen thuộc với các cái sản phẩm mà đã sử dụng trước đây. Ngoài súng trường STV, nhà máy Z111 còn có dây chuyền sản xuất được các loại súng từ súng ngắn đến súng đại liên cỡ nòng lớn. Đối với sản phẩm vũ khí bộ binh thì nhà máy đã sản xuất các loại nòng có từ súng có từ 5-56 đến 12-7mm. Thì ví dụ như là súng 12-7, PKMS, AK, K54 và các loại súng ngắn khác. Thì trên cái cơ sở đấy thì nhà máy cũng sản phẩm khai thác thêm một số cái vũ khí tương đối mới, và các cái sản phẩm làm nhà máy là đều là chủ động trong cái gia công công nghệ cũng như sản phẩm đến khi lắp ráp và nhập kho. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, trên cơ sở được trang bị dây chuyền hiện đại và đội ngũ công nhân, kỹ sư có tay nghề và trình độ cao, hiện nay nhà máy đã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu bán thành phẩm, tức là các chi tiết rời của vũ khí cho các đối tác nước ngoài. Ngoài ra nhà máy cũng song song sản xuất thêm các mặt hàng dân sự phục vụ phát triển kinh tế. Trên dây chuyền sản xuất mới được đầu tư, nhà máy đã và đang tổ chức sản xuất, xuất khẩu bán thành phẩm vũ khí cho đối tác nước ngoài. Ban đầu là các chi tiết của súng Galil AC. Theo công nghệ được chuyển giao, thì đến nay, nhà máy đã nghiên cứu, sản xuất và xuất khẩu được hàng trăm loại chi tiết của các loại vũ khí khác, được khách hàng đánh giá cao, tin tưởng hợp tác. Đồng thời, cũng trên các dây chuyền đó, nhà máy đã tổ chức sản xuất nhiều mặt hàng cơ khí, phục vụ nền kinh tế trong nước và xuất khẩu. Ví dụ như phụ tùng thay thế cho ngành dầu khí, xi măng, giấy, công nghiệp thực phẩm, kết cấu thép cho tập đoàn Siemens của Đức. Tất cả các sản phẩm mà xuất khẩu cho các cái nước mà bây giờ là tương đối về các cái vũ khí, ví dụ thế, thì tất cả các cái sản phẩm đấy đều được đánh giá rất cao. Đấy, các nước châu Âu rồi cũng đã đến đặt hàng và cũng các đánh giá cái sản phẩm của đơn vị ngay khi mà mới đầu vào để cùng với nhà máy để ra những cái sản phẩm mới thì cũng được đánh giá cao, và hiện tại nhà máy cũng sản xuất liên tục là 3K.